Chào tất cả anh em, hôm nay mình giới thiệu với anh em một cây gậy. Ngoài cái chuyện tự sướng và để chụp hình ra thì nó có cái tính năng là để được cả máy chụp ảnh và giá thì rất là phải chăng, cực kỳ chắc chắn. Đó là cây gậy DC500. Cây gậy DC500 này bên tay trái mình đây là cây 3388, nó quá nổi tiếng rồi. Chuyên để sử dụng kèm điện thoại và tự sướng, đây có cả điều khiển remote thì các bạn đã biết đến nó rồi. Đây là con 3388, mình quay cận cảnh cho anh em xem. Đấy. Cũng y chang như vậy nhưng đây là cây DC500. Tại sao mình nói nó ở đây? Đây các bạn có nhìn thấy đây, cái máy ảnh mình đang cầm trên tay không? Đây, ở bên ngoài nó cũng ghi rõ thông số kỹ thuật cho anh em luôn là con này sức chịu đựng của nó được 3 kg. Máy ảnh nó được 3 kg là kinh khủng khiếp lắm. Đấy, thứ hai các bạn nhìn này, chân của nó rất là chắc chắn, chân rất là chắc chắn. Và điều khiển remote làm rất là khoa học, xịn sò. Xịn sò, giá lại hợp lý, giá lại hợp lý. Đấy, các bạn nhìn cái chân nó biết này. Đấy, thứ ba ở đây nó ghi luôn cho các bạn xem luôn này. Đây, sức chịu đựng là 3 kg này. Đấy, cao xuống 1,4 m, cái này cao 1,4 này. Đấy, và khóa rất là chắc chắn như thế này. Đây là cái ưu điểm. Đây, khi các bạn đi chơi đi du lịch người ta cũng trang bị hết cho các bạn là một cái túi như này để các bạn khoác đi. Khoác đi. Đấy, máy ảnh đây. Mình quay tời cho anh em xem luôn xem chất lượng như thế nào nhá. Đắt hơn có vài chục nghìn thôi nhưng mà hàng nó có chất lượng hay không? Mời các bạn kiểm chứng. Này, tôi để xuống quay tự do cho anh em xem. Đấy. Trên đây là con gậy DC500. Đấy, gậy DC500. Và con này là con 3388. Đấy. Mình quay rõ so sánh rõ ràng như này để anh em đỡ hỏi nhiều là nên mua cây nào. Nếu mà sử dụng máy ảnh đắt hơn vài chục nghìn hay chọn cây này thì tùy các bác nhé. Xin chào.